Bước tới. Quê nhà ngày nay xin được mến chào tất cả các bạn nha. Đây là đêm thứ hai của lễ vía bà Long Thượng ở Cần Giuộc. Đêm đầu tiên á, em đã chia sẻ với các bạn mình cái cảnh mà bà con mình buôn bán phục vụ cho khách đi viếng chùa. Thì đêm hôm nay mình sẽ vào trong để xem cái cảnh bà con mình cúng trên chánh điện nha cả nhà. Thì đêm nay cũng đông, không có kém gì đêm hôm qua, và có những cái tiết mục vía bà nữa, cũng như là lân trống, nhưng mà khung giờ thì em không có nắm được, nên không biết cái giờ nào sẽ có những cái đoạn lân cũng như là những cái tiết mục hát chèo rồi đó các bạn, để quay cho các bạn mình xem. Thì bây giờ là em đang đứng ở phía trên, phía trước của cái miếu bà. Thì ở đây á, ngay cầu thang này là chật cứng hết giáo rồi cả nhà ơi. Muốn lên là mình phải xếp hàng đó. Rất là đông các bạn. Bây giờ mình muốn lên để đốt cây nhang thì cũng phải xếp hàng ngay ngắn chờ đợi nữa các bạn. Đây rất là đông luôn. Phía bên kia xuống thì nó nhẹ nhàng hơn cái khu vực mà mình đi lên. Đứng này có thể là 15 tới 20 phút mình mới lên tới trên được á. Không khí trang nghiêm của di tích lễ hội. Khi thắp hương đi theo đúng bản chỉ dẫn và hướng dẫn của ban tổ chức, không gian lân xô đẩy. Năm, khi vào thắp hương chính điện, chỉ cầm trên tay 13 nén hương, thắp vừa đủ số lượng cắm trên bàn thờ, mỗi bàn thờ chỉ cắm một cây để thể hiện lòng thành tâm của mình. 6. Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. Yeah.
đây, bước tới, bước tới, bước tới. Rồi là mình đã đi hết trên chánh điện, thì khu vực của ngày thứ hai rất là đông các bạn. Ở dưới này hiện tại vẫn còn xếp hàng để chờ đến lượt đi lên, và phía trên thì đông vô cùng luôn. Phải có sự sắp xếp của chính quyền ở đây nên mình mới đi lên đi xuống dễ dàng, tránh tình trạng mà không hay xảy ra nữa. Rồi có lẽ tới đây thì em cũng xin kết thúc video clip này. Xin một lần nữa kính chúc cho tất cả ông bà cô chú anh chị và các bạn có một đêm thật là bình yên, sức khỏe tràn đầy bên gia đình. Một lễ viếng miếu bà Long Thượng 2024 đời thành công. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh nha.